Một câu chuyện bắt đầu với Lloyd và Harry, hai anh chàng đúng chuẩn dở hơi và vô đối, dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự thật về Penny, người mà cả hai đều nhận nhầm là con gái của mình. Nhưng tất nhiên, thay vì lãng mạn hay cảm động, thì mọi thứ lại dễ sang một ngả siêu lầy lội khi cả hai trong cuộc đua giành quyền làm bố đã biến hành trình thành một chuỗi tình huống hết sức oái ăm. Hai người liên tục rơi vào những pha hài hước, nhưng bị quản gia cho nổ pháo đến ù tai, rồi ăn phải cú lừa của nhà khoa học siêu quái, thậm chí phải đương đầu với một anh trai đặc công điên cuồng muốn trả thù. Vậy thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng hóng phim khám phá hành trình của tình bạn có một không có hai này nhé. Nếu loài người mà có bảng xếp hạng vua sàm, thì người đàn ông râu ria xồm xoàm đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ này chắc chắn là nhà vô địch không đối thủ. Vâng, để lừa bạn mình một cú đỉnh cao, anh ta đã giả vờ bệnh tật suốt 20 năm. Người bạn thân Harry dù không nghi ngờ gì vẫn chăm sóc tận tình suốt thời gian dài. Hàng ngày Harry đều kiên nhẫn đến thăm, thậm chí không ngại cả việc thay túi nước tiểu cho anh ta. Một ngày nọ, Harry nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn râu xồm nói như năn nỉ. Người anh em à, cậu có thể cho tôi thấy chút phản ứng được không? Đừng thờ ơ mãi thế, Harry nói rồi toan quay lưng bước đi. Và đúng khoảnh khắc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Người đàn ông râu rậm ngồi kia bất ngờ bật ra tiếng nói khiến Harry quay phát lại. Nhưng vừa thấy ma, tôi nói được rồi Harry. Mắt Harry mở to như hai quả bóng đèn thốt lên. Ôi trời, cậu làm được rồi. Thật không thể tin nổi. Hóa ra suốt 20 năm, anh chàng râu rậm ấy đã giả bệnh chỉ để đánh lừa người bạn thân. Nhưng cái giá anh phải trả chính là 20 năm ngồi xe lăn, đôi chân giờ đây không còn chút sức lực nào, và cơ thể thì phụ thuộc vào ống thông tiểu. Và tên của thánh lừa ấy là Lloyd, còn người bạn đáng thương của anh ta chính là Harry. Điều chớ trêu là Harry, người dành cả đời chăm sóc Lloyd, lại đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử cần thay thận gấp. Nếu không, có lẽ sẽ chẳng còn ai bị Lloyd lừa thêm một lần nào nữa. Đột nhiên Harry nảy ra một ý tưởng thần thánh. Sao không đi tìm bố mẹ mình nhỉ? Thế là không chần chừ, hai chàng trai lên đường đèo nhau trên chiếc xe đạp cả tàng, lọc cọc từng đoạn đường, như tham gia một cuộc thi marathon của những kẻ không biết đến ngày mai. Cuối cùng, sau khi mồ hôi nhễ nhại và sức cùng lực kiệt, họ đến trước cửa nhà bố mẹ Harry và gõ cửa điên cuồng như hai kẻ bị truy đuổi. Harry hớn hở giải thích lý do đến, nhưng không ngờ tin sét đánh lại giáng xuống đầu. Hóa ra Harry không phải con ruột. Đứng như trời trồng, mặt mày tái mét, nhưng trong cơn tuyệt vọng, anh bỗng lóe lên một chút hy vọng mong manh. Vậy bố mẹ ruột mình vẫn còn ngoài kia. Trước khi rời đi, bố mẹ ruột của anh trao cho Harry một thùng, bên trong là hàng loạt bức thư đã nhận trong 20 năm qua. Bất ngờ hơn nữa, trong số đó có một bức thư từ Fideco, người yêu cũ, thông báo cô đang mang thai đứa con của anh. Harry vui mừng nhảy cẫng lên như vừa trúng độc đắc. Tuyệt vời, tôi làm bố rồi, tôi sẽ lấy thận của con để cứu mạng mình. Và thế là cả hai lại leo lên xe đạp lần theo địa chỉ đến nhà Fider. Sau một hành trình đầy gian truân, khi hỏi thăm một bà cô gần đó, họ nhận ra bà chính là Fider. Harry thất vọng đến mức chỉ muốn động thổ ngay lập tức. Nhưng không mất tinh thần, anh vội vã lấy bức thư ra và nói, chúng tôi cần gặp con gái của bà, Penny Fider. Fider nói do trước kia không có tiền đã cho đứa bé đi rồi, không những vậy còn từ bỏ quyền nuôi con nữa. Thế là Harry một lần nữa lại rơi vào sự thất vọng tràn trề. Thế nhưng khi bà lấy ra bức ảnh của Penny, Lloyd bất ngờ tươi tỉnh trở lại, như thể nhìn thấy tương lai sáng lạ. Họ quyết tâm tìm cho bằng được cô con gái thất lạc, và trong đống thư có một bức gửi cho Penny với địa chỉ mới của cô. Chỉ có điều bức thư ấy đã bị trả lại cho Fider. Mang theo hy vọng mong manh và bức thư bị trả lại, hai chàng lại tiếp tục hành trình. Trên đường đi mệt quá thì họ dừng giữa đường làm ngụm nước tán phét vài câu. Sau đứng thất thất lai tuần buôn ba khóc trốn, cuối cùng họ cũng đến được địa chỉ ghi trên thư. Căng thẳng bước xuống xe, hai anh bàn nhau xem lần đầu gặp con gái thì nên nói gì. Nhưng khi gõ cửa, ôi trời đất thiên địa ơi, họ chỉ đứng trước một địa chỉ hoàn trả thư. Một lần nữa hy vọng vụt tắt. Chưa kịp hết sốc, họ lại phải cắp theo bức thư tiếp tục cuộc phiêu lưu như hai kẻ không biết mệt mỏi. Đêm ấy trong phòng trọ, Lloyd ngắm nghía bức ảnh của Penny mắt long lanh, biết đâu cô ấy sẽ thành người yêu của mình thì sao. Nhưng Penny thì lại đang ở một nơi xa xôi nhận nhiệm vụ thay cha nuôi một nhà khoa học lập dị đi dự hội thảo khoa học Alpha Soul. Trước khi đi, ông đưa cho cô một gói hàng bí ẩn và dặn phải mang đến hội nghị. Trong khi đó, bà vợ của nhà khoa học, bà Azu, thì chỉ mê mẩn tài sản khổng lồ từ chồng. Không biết từ đâu mà bà ta có sẵn chai thuốc độc, đang lén đổ vài giọt vào bát canh của chồng thì quản gia đi tới khẽ nhắc, thưa bà, thế này còn nhẹ tay lắm. Bà Azu và quản gia trao nhau cái nhìn nham hiểm, toan tính tiễn biệt nhà khoa học sớm để chiếm đoạt tài sản. Đang lúc hai người chuẩn bị gần gũi thì bất thình lình Lloyd và Harry gõ cửa làm họ giật bắn người. Nhà khoa học mừng rỡ khi gặp hai người, liền bốc điện thoại gọi ngay cho Penny báo tin rồi đưa máy cho Harry nghe. Nhưng bất ngờ thay, Lloyd lại giật lấy cái điện thoại từ trên một chiếc hộp bí ẩn và nói lớn, xin lỗi, chúng tôi đang bàn việc rất quan trọng, gọi lại sau được không? Harry gào lên, không được, tôi phải gọi ngay bây giờ, có điều rất quan trọng tôi cần nói với con gái mình. Lloyd há hốc mồm, cái gì, anh nói anh là bố ruột của Penny á?
Trong khi hai kẻ lơ mơ này đang cãi nhau mà thì nhà khoa học chợt nhớ ra, chết rồi, Penny quên mang túi hàng theo. Ông hoảng hốt, đó là món quà cho cả nhân loại giá trị hàng tỷ đô la. Nghe thấy vậy, Azu sáng mắt lập tức nảy ra một âm mưu mới. Bà quay sang nói nhỏ với quản gia, chuyển cái gói hàng đó cùng hai gã ngốc này luôn. Và trên đường giải quyết họ đi rồi món hàng sẽ thuộc về chúng ta. Quản gia gật đầu đồng ý, nghĩ rằng nhiệm vụ này quá dễ. Nhưng ai ngờ ngay khi lên xe, Lloyd và Harry bắt đầu nói chuyện không ngớt khiến ông ta phát điên. Tối hôm đó, khi quản gia đang ngủ, hai kẻ tinh quái lại lén nhét pháo hoa vào phòng ông. Khi ông ta tỉnh dậy, căn phòng bùng nổ ánh sáng và khói như vừa bắn pháo mừng năm mới. Quá tức giận, quản gia gọi ngay cho Azu, tôi không thể chịu nổi nữa rồi, phải xử lý bọn chúng ngay thôi. Sáng hôm sau, trên xe, quản gia âm thầm giấu một quả pháo dưới ghế khi Lloyd và Harry lên xe tiếp tục hóng hớt. Quản gia nhẹ nhàng châm lửa rồi ngồi mỉm cười. Tiếng pháo nổ điếc tai làm Lloyd và Harry cuống cuồng nhảy xuống xe lảo đảo chạy không vững. Hai người đã mất thính giác tạm thời, không còn nghe thấy gì, nhưng quản gia thì đang hớn hở bước xuống, giơ súng về phía họ. Bất thình lình, một chiếc tàu hỏa lao tới, tiễn quản gia một chuyến một chiều về với tổ tiên. Đúng là người tính không bằng trời tính, đời thật éo le mà lại. Mất xe, Lloyd và Harry đành quốc bộ tiếp tục hành trình. Trong khi đó, anh trai của quản gia Lít, một cựu lính đặc chủng có tài ngụy trang, khi nghe tin em trai mình bị tiễn, đã đến tìm bà Azu để đòi lại công lý cho em. Trên đường, Lloyd và Harry tình cờ lạc đến nơi mà họ từng cắt xe mô tô. Sau một hồi tìm kiếm, họ cũng tìm thấy chiếc xe yêu dấu của mình. Cả hai vui mừng nhảy lên xe chuẩn bị tiếp tục hành trình. Chỉ tiếc là vừa xuống dốc, chiếc xe đã tan ra thành từng mảnh. Hai người đành ngậm ngùi tìm một chiếc xe khác để tiếp tục lên đường. Sau khi tắm rửa, dưới ống thoát nước thơm lừng mùi nước hoa hảo hạng, hai kẻ này lại xuyên đêm chạy tiếp, mặc cho lốc xoáy quật ngang. Dù trời có sập, họ quyết không lùi bước. Cuối cùng họ cũng đến hội nghị khoa học. Muốn trông thật đẳng cấp, cả hai mặc bộ đồ tiến sĩ vào, nhưng lại không có vé người khiến nhân viên bảo vệ chẳng cho họ vào. Có tiết, họ quẳng luôn bộ đồ vào thùng rác. Trong lúc một nhân viên khác đang chờ nhà khoa học đến, mà không biết mặt mũi ông ta ra sao, có người bảo rằng nhà khoa học đeo máy trợ thính. Thế là họ lầm tưởng Harry là ông ta. Còn Lloyd thì tranh thủ trà trộn vào cùng. Sự xuất hiện của hai kẻ này nhanh chóng gây náo loạn hội trường. Cuối cùng Lloyd bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Ngay lúc ấy, anh nhận cuộc gọi từ Penny, nhưng tín hiệu chập chờn. Anh phải trèo lên tận ngọn cây để có thể nghe điện thoại rõ hơn. Thật là một con người vô cùng thông minh và sáng tạo. Cuối cùng cả hai hẹn gặp Penny tại đài phun nước. Thấy bóng dáng người đẹp với đôi chân dài thướt tha, Lloyd như chết đứ đừ. Anh xịt bình xịt thơm miệng rồi bước tới dành cho Penny một cái ôm tình cảm. Để thêm phần hài hước, Lloyd quyết định làm trò vui bằng cách đổ kẹo cao su lên đầu mình. Ngay sau đó, một chú bồ câu bay tới đứng trên đầu anh, và rồi bụp, chú chim nhỏ tan thành cát bụi, hóa ra là do Lít đang phục kích trên cao bắn chúng. Trong khi anh ta định bắn phát thứ hai thì Azu gọi tới yêu cầu hắn lấy lại gói hàng trong tay Harry. Sau đó hai người vào nhà hàng dùng cơm, Lloyd tranh thủ dùng đủ chiêu trò để làm Penny cười vui vẻ. Trong lúc đùa giỡn, Lloyd đưa bức thư cho Penny, nhưng khi cô đọc nội dung lên, anh bỗng thấy có điều gì đó không ổn, như chính bản thân mình với đúng là bố ruột của cô. Hội nghị sắp bắt đầu, Penny vội vã rời đi, nhưng vì quên thiệp mời nên đã bị nhân viên chặn ngoài cửa. Thất vọng, cô ngồi bệt xuống và khóc. Đúng lúc đó, Spider, mẹ ruột của Penny, cũng đến và tình cờ thấy con gái mình đang khóc lóc. Nhìn thấy thiết bị báo cháy gần đó, bà nảy ra một ý tưởng điên rồ. Trong khi đó, Harry bị lôi ra khỏi hội trường và Azu lập tức vạch trần anh ta không phải là nhà khoa học, yêu cầu trả lại gói hàng. Đúng lúc này, chuông báo cháy vang lên, mọi người nháo nhào bỏ chạy. Nhân cơ hội, Harry giật lấy gói hàng và chạy đi thì gặp lại Spider và Penny trên đường. Khi ba người vừa định đoàn tụ, Lip xông tới với khẩu súng trong tay khiến họ lại phải chạy trốn. Lip và Azu đuổi theo đến nhà vệ sinh. Lip nhìn thấy đôi giày dưới cửa và ngay lập tức nổ súng, nhưng khi đá cửa thì lại chẳng thấy méo ai cả. Nghi ngờ, anh ta lại đá mạnh vào cửa lần thứ hai và Harry đã xuất hiện từ trong bồn vệ sinh. Azu chạy tới phòng tạp vụ thì tìm thấy mẹ con Spider. Bà chuẩn bị bắn thì Harry lao đến chắn trước mặt, gào lớn rồi tiếng xin tha cho Penny vì cô còn trẻ. Khi Lip vừa giật lấy gói hàng từ tay Harry, đúng lúc đó Lloyd bước vào xách theo một chiếc hộp, ngây thơ hỏi, ơ chị Azu, chị cầm súng làm gì thế? Với khuôn mặt lạnh lùng, Azu nói, tao muốn tiễn mày về với ông bà. Lloyd nhanh trí chênh ngang, chị không thể đợi thêm chút à? Penny, con gái tôi đang cần tôi. Lúc này Harry ngớ người chố mắt, cái gì, Penny là con gái tao cơ mà. Lúc này Leader mới nói toàn bộ sự thật, là từ bức thư đó, tôi viết thư cho anh chỉ để nhắc đã nợ tôi tiền chứ không có gì nghiêm trọng. Harry lúc này cười chua chát với giọng đầy bi phẫn, khoan, tôi mới là bố của Penny. Lo nghe vậy thở dài rồi bảo, Harry, trước khi ông hùng hổ mắng tôi, hãy xem cái này. Anh đưa ra một cái hộp bí ẩn, trong đây là thận của tôi, vì Penny không thể cho ông được nên tôi tự nguyện hiến một quả của mình. Harry lắp bắp, chờ chờ đã, Penny không phải là con gái của ông.
tôi đã dẫn cả trăm người qua chỗ này làm sao mà ông lại nhận bừa thế chứ? Hai kẻ đang cầm súng đứng nghe mà mặt đơ như cây cơ, chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện thì Azu định bóp cò. Nhưng bất ngờ Lít anh trai của quản gia quay phát súng về phía Azu bất mãn trở mặt. Trong giây lát hỗn loạn, Lít mở gói hàng muốn lấy cho riêng mình thì vô cùng bất ngờ thấy bên trong chỉ là hai cái bánh đang ăn dở. Anh ta giận sôi người, vừa định nổi điên thì nhà khoa học xuất hiện dẫn theo cả đám người xông vào. Ông bước vào với nụ cười bí ẩn: tôi đã biết âm mưu của bà từ lâu rồi, Azu, và cái này là bẫy. Azu tức giận định lợi dụng cơ hội để hạ gục Penny, nhưng Harry đã xông ra đỡ đạn. Anh bị thương nặng và được đưa vào viện. Lúc này Lo lo lắng hỏi bác sĩ, khi mấy anh phẫu thuật lấy viên đạn cứu Harry, tiện tay thay luôn thận cho anh ấy được không? Rồi Loi từ tốn đưa cho bác sĩ chiếc hộp đựng quả thận yêu dấu của mình. Bác sĩ bình thản đáp: à, thận của cậu ấy à? Ừ, tiếc là nó không còn đâu. Đây, chúng tôi chỉ tìm thấy một miếng sườn heo nướng thôi. Loi trợn tròn mắt vạch vết mổ đau đớn hỏi bác sĩ: thận của tôi còn không? Bác sĩ nhún vai: e là mất rồi. Harry lúc này nằm trên giường bệnh bật cười khanh khách, bị lừa rồi Loi. Ta có bao giờ cần thay thận đâu. Đúng là từ đầu đến cuối Loi mất 20 năm thanh xuân để lừa đời, nhưng cuối cùng anh lại bị lừa một cú đau đến mất trắng cả quả thận. Cú làm ăn này của Loi coi bộ chẳng lời lãi được gì nhỉ. Bộ phim đưa chúng ta đến với những tình huống hài hước thật chớ. Trên tới đây là hết rồi. Hóng phim xin chào và hẹn gặp các bạn trong những bộ tiếp theo nhé. Bye bye.